đánh giá kết quả 5 năm triển khai nghị định số 68-2017 và số 66-2020 NDCP về quản lý phát triển cụm công nghiệp, Bộ Công Thương đã chủ trì tổ chức hội nghị về cơ chế, chính sách, quản lý, phát triển cụm công nghiệp để từ đó đề xuất chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn. Hội nghị có sự tham gia của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng đại biểu của trên 20 địa phương trong khu vực từ tỉnh Quảng Trị trở ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, đánh giá về những kết quả đã đạt được trong quản lý, phát triển cụm công nghiệp thời gian qua, đồng thời cũng đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phát triển cụm công nghiệp thời gian tới. Nội dung liên quan đến thành lập cụm công nghiệp sẽ kế thừa tinh thần Nghị định 66, Nghị định 68 để đồng bộ quy trình thành lập, đồng thời hỗ trợ tối đa và cao nhất cho nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư thứ cấp, coi trọng yếu tố lựa chọn để phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cùng với đó là tận dụng ưu thế địa phương, sử dụng hiệu quả cao nhất tài nguyên đất, trong đó ưu tiên thu hút các ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao là định hướng mới trong nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 66 và Nghị định 68 là cơ quan chủ trì bộ công thương đề cao các ý kiến đóng góp xuyên suốt theo các nội dung từ công tác quy hoạch triển khai tác động liên quan và đề xuất các giải pháp của các địa phương bộ công thương sẽ tiếp thu ghi nhận để áp dụng trong quá trình sửa đổi xây dựng cơ chế chính sách mới cho cụm công nghiệp